Em làm cái clip này em thanh lý tiếp ba cái mâm than này nha. Ba cái mâm than này thì tất cả đều là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, nên các anh mang cái mâm than này về sử dụng á hoặc là sửa chữa thì nói với thợ là điện 100V để mình đừng có ghim nhầm điện. Đầu tiên mình nói về cái mâm than bên tay phải này trước. Model là Sony BS-4750. Em sẽ bán nửa giá so với thị trường. Thì em có tham khảo rồi, những cái mâm than này giá từ 4,5 triệu một cái mâm như vậy. Giá thị trường chạy hoàn hảo là 4,5 triệu một cái mâm than. Em sẽ bán nửa giá so với thông thường và dưới nửa giá. Tình trạng của cái mâm than đầu tiên là mâm than có điện vào, mâm quay, đủ kim ở dưới này. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin. Đây model là Sony BS-4750. Giá bán của cái mâm này là 2,5 triệu. Hiện tại có điện vào, mâm quay, nhưng mà các anh muốn sử dụng được thì mình phải đem cái mâm này về nhờ thợ cân chỉnh, kiểm tra thì mới sử dụng được. Thông thường cái nào 100% hàng mâm than là vậy, không phải mình mua về từ Nhật về vận chuyển về Việt Nam là mình sử dụng được. Mình phải nhờ thợ kiểm tra rồi căn chỉnh, rồi chỉnh tùm lum. Nói chung là em không rành á, nhưng mà em biết rằng là muốn sử dụng trơn tru thì mình phải nhờ thợ kiểm tra căn chỉnh mình mới sử dụng được chức năng hát tốt đĩa than. Giá thị trường của cái mâm than này là 4,5 triệu, em bán nửa giá đi là 2,5 triệu. Cái nào mua mâm than này thì liên hệ, đủ kim, điện vào ok, mâm quay. Kích thước của cái mâm than này như sau. Chiều ngang tức là size từ đây qua đây là 47 cm, hậu sâu 37 cm, chiều cao là 18 cm. Cái mâm than này nặng lắm nha, trên 10 kg lận đó. Mâm than này nặng 10 mấy kg nha. Đây nắp rất đẹp, đây là những cái mâm than mà em nhìn rất là đẹp, rất là to. Em xin nhắc lại kích thước, size của nó chiều ngang là 47, hậu sâu là 37 và chiều cao là 18 cm. Điện vào, mâm quay, đủ kim. Bán giá 2,5 triệu nữa giá thị trường. Mâm thứ hai là CAC, cũng là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, không có kim, dưới này không có kim, không có điện vào. Giá thanh lý là 1,000,000. Mình về mình trưng bày hoặc mang thợ kiểm tra. Kích thước như sau. Chiều cao là 19 cm, chiều ngang từ đây qua đây là 50 cm, hậu sâu 40 cm. Tất cả là bằng gỗ nha, gỗ nguyên tấm, không phải là gỗ ép. Tiền gỗ không cũng đủ 1,000,000 rồi, nói chi là tới cái khác thanh lý 1,000,000 là rẻ bèo nhèo. Giá thị trường chạy ok là 4,5 triệu, bán có 1,000,000 rẻ còn hơn nấm rơm nữa, cực kỳ rẻ. Em mua vào á, giá vốn cao gấp mấy lần như vậy, thanh lý lỗ vui lòng, không mặc cả, không trả giá. Em mua giá cao ngất ngưỡng nha, tại vì em không biết xử lý thôi. Em không chuyên về đồ cổ mà nó lọt vô cái lô thì em lấy chung lô tiếp cái mối của em thôi. Tức là khi lô hàng về nó lọt một hai món như vậy, mình bắt buộc mình phải lấy tiếp cái đầu mối của mình. Không lẽ có vài món mình bỏ lại thì kỳ, mà mình lấy tiếp thì mình thanh lý lỗ, tại vì mình không chuyên. Em không chuyên về mặt hàng này thì em bắt buộc em phải bán lỗ cho các anh nào chuyên. Về mình sửa để mình bán, mình cân chỉnh để mình bán, mình kiểm tra để mình bán. Và các anh nào mua xài, mình mang ra thợ được giá hời, giá rẻ, giá tốt. Vì sao mua giá người ta làm ok 4-5 triệu, mua có 1,000,000 bạc, giờ sửa sửa đã đời luôn. Công cũng 500-700 ngàn thôi, ra rẻ rời. Giá thật cực kỳ tốt, quá rẻ luôn. Nên hàng thanh lý vui lòng không mặc cả giúp em, đừng trả giá giúp em, trả giá em không bán đâu, thật sự lỗ banh sát banh nóc luôn rồi. Cái mâm thứ ba là Yamaha CS50B, cái này bên đây là CECBD-5000. Tất cả đều nguyên bản nguyên zin nha, tất cả đều bằng gỗ nè, bằng gỗ Yamaha CS-50B. Yamaha này có kích thước như sau. Chiều cao là 16 cm, chiều ngang là 44 cm, hậu sâu là 37 cm. Đủ kim, gờ xuống đủ kim, mâm đẹp.
đủ kim, nguyên bản, nguyên zin, không có điện vào, hàng nội địa Nhật, điện 100V. Các anh nào mua hết ba cái mâm này là 4 triệu. Mua hết luôn ba mâm, giá sỉ, giá thợ, giá lỗ, giá xả là 4 triệu mua hết ba mâm. Mua lẻ cái mâm này 1,5 triệu. Cái mâm này 1 triệu. Cái mâm này 2,5 triệu. Mua 3 được ngợi 1 cái. Mua 3 cái giá trị 4 triệu. Mua lẻ Yamaha 1,5 triệu, CAC 1 triệu, Sony 2,5 triệu. Tổng cộng 3 mâm như vậy. Mâm Yamaha có kim, mâm Sony có kim, mâm CAC không kim. Tất cả đều nguyên bản, nguyên zin, hàng đẹp, không có gì để chơi. Vậy em đẩy xuống. Bây giờ em quay mặt sau nha. Tất cả đều là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, Yamaha CS-50B, Made in Japan, số series là 59068. Đây. Tiếp theo là CAC, model là BD-5000. Cũng là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Và cuối cùng em quay cái mâm Sony bên này cho các anh tham khảo. Em đẩy nắp lại nha. Sony BS4750 cũng là Made in Japan, điện 100V. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Cái nào mua 3 mâm than thì liên hệ với em.